ra con số gì ra số gì ra. Ngày xưa dân thơ mù bé có một nàng công chúa hồn nhiên vui ca hát, là công chúa bao nữ cha đó là công chúa bong bóng phục hồi nhân phẩm bước đây. Được phát triển, mày còn chọc tao, tao buồn mày như một con chó. Mày cho tao với mày thở xíu đi, rồi nói chuyện đi. Nhưng tao phải níu mày lại. Nói nghe nè, hai đứa bây giờ còn nghĩ mệnh xíu chia sổ xong rồi mình hỏi. Khoan, nhanh gọn lẹ. Chưa. Trời ơi trời, sao mà Diễm mà bạo lực dữ vậy? Nó đấm Dương Khang đồng ráp cho dục dép tôi rồi. À biểu mày ngu mày lấy dép nó mày đánh chi? Thử mày cởi tóc giả ra nó giật rồi. Hả? Trời ơi. Trời ơi, thì ra đôi dép gù chị mấy chục triệu luôn. Chết rồi. Không có 120 à má. Dạ. Mua ở shop người mập á. 120 mà mua ở shop người mập mới có nữa. Trời ơi trời, tôi tức ghê. Mày gì ra xuống, gì ra mấy, 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 gì ra chúng anh đại quá.